chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại làng núi Nam Bộ. Đây là một cái chỗ mà tổ chức những món nướng rất là ngon, có những món nướng rất là ngon. Hôm nay thì họp anh em trong team Vlog Sài Gòn. Địa chỉ này thì nằm ở số là 302A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 ha. Hôm nay thì xin mời cả nhà đi ăn nướng. Tầm giờ này thì khoảng là 6 giờ, hơn 6 giờ tối. Rất là đông ha. Rồi, xin mời cả nhà. Ở đây thì có tổ chức cả tiệc ngoài trời luôn nhé. Sinh nhật. Đây là những cái tiệc được đặt trước. Đây này có Vlog Sài Gòn ở đây đấy. Đấy, Vlog Sài Gòn đây. Tiệc VIP sẵn phòng lạnh hả? Đúng rồi. Thì chị Đào. Đó 4K. Thì cái này họ sẽ chạy thì rồi. Đâu để coi Vlog Sài Gòn chạy tới chưa? Chưa thấy nhỉ. Đây các anh em team Vlog Sài Gòn đang hoạt động dữ dội luôn. Bên đây anh chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay, anh Xuân Duy. Rồi bên đây là bác sĩ nhà đất Phạm Quốc Lâm. Ngày hội tân niên đây, Vlog Sài Gòn. Phòng B 726 18 giờ ha. Đáng lễ chứ. Bây giờ chúng ta cùng đi vô. Bên đây là khu hải sản tươi sống nên chúng ta có thể lựa chọn ha. Sau đó là làm món thôi. Hải sản tươi sống đầy đủ tất cả các loại. Mú đen, tôm, chuỗi ngọc, chình bông, chép giòn, cá chẽm, cá chim, hồng chuối. Bên kia là hồng giòn, cá quế, cá bóng tượng, có hùm Alaska nữa không? Tha hồ mà mọi người lựa chọn. Rồi tiếp tục thì chúng mình sẽ đi đến phòng đã được đặt trước. Ở đây thì rất là đông, tầm 6 giờ thì đã rất là đông rồi. Nơi đây có một cái hòn non bộ. Sáng sớm đã được chà sạch sẽ. Ngậu tên ngậu đúng không? Nước và cây xanh sẽ làm cho không khí trở nên thoáng hơn rất là nhiều. Trần ở đây thì khá là mát ha. Ở đây làm kết cấu cũng đơn giản thôi, là cái phần mà khung thép, còn cái máy là cơ động. Còn phía bên đây là cái phần mà nướng nè. Đấy. Sò huyết. Này là ốc dừa.
Còn ốc này ốc gì ta? Ốc này là ốc tỏi càng ghẹ. Ốc hương, ốc bông, ốc bông là bên đây. Ốc mỡ. Ốc này không biết. Ốc móng tay. Nghêu. Ốc cà na. Con này không biết. Đây là ốc đỏ lớn. Còn con này là ốc đỏ nhỏ. Theo thông tin của mấy chàng đẹp trai bên đây cung cấp không biết là đúng không nữa. Này ốc gì quên mất tiêu rồi. Ốc giác. À rồi cảm ơn. Phòng VIP 4 không biết là ở khu nào nha. VIP 4 là ở khu nào ạ? Hot girl quầy ốc đúng không? Khi vô đây mà chúng ta đặt trước thì nó sẽ là có phòng. Còn nếu như mà không đặt trước thì có khi là không có phòng đấy. Rất là đông. Còn chuông nhỏ, chó di động. Sảnh khá là rộng ha cả nhà. Làng mướn Nam Bộ. Quản lý hình như là mặc đồ đẹp hơn nhân viên. Đây à, bác sĩ nhà đất Phạm Quốc Long đang tác nghiệp. Đây là khu vực pha chế nước uống. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên phòng. Đây là phòng VIP 2. Phòng của team Vlog Sài Gòn là VIP 4 nhé. VIP 4 thì chúng ta sẽ đi thẳng xuống. Đây, VIP 3. VIP 4 coi vẻ không VIP lắm. Thật ra thấy nó hơi vô trong kẹt nhờ. Trang trí khá là dễ thương và ấm cúng ha. Mừng sinh nhật bé. Đây, VIP 4 của chúng mình. Đây, mở vô. Come in please. Lady first. Của bác sĩ đó. Wow, phòng được trang trí khá là dễ thương. Có lý nha, ăn xong rồi dê luôn. Chị cứ gọi món đi. Còn Hiền đi đó, em sẽ chia cái nào. Dạ chị Hiền nay đang đi tour ở Nha Trang rồi. Chị Hiền giờ gặp hải sản là sợ rồi, đúng rồi. Đi Nha Trang ăn hải sản thì sợ rồi. Em tư vấn cho em cái gì nướng đi. Ừ, thích cái nướng đó. À, biết cái gì nướng đi. Cái gì nướng ngon nhỉ? Ừ, cái bông rau em ăn theo là cái gì nướng. Cá nướng hả chị? Ừ. Giờ chị gọi hai con cá chim trắng nướng muối ớt. Hồn đó. Ngon, cá tươi sống luôn à. Bây giờ thì phu nhân của bác sĩ nhà đất sẽ đi đi chợ ha. Chợ các anh em. Hai cá nướng đúng không? Dạ đúng rồi, hai cá nướng cỡ 1 ký mấy thôi.
ngoài ra không còn cái gì khác nữa nè em. Cá đó. Đây là một điều rất là dễ nhận biết trong team Vlog Sài Gòn. Người có một khẩu súng. Cái phòng này đẹp quá ha. Nè, hoa. Anh ta về cho nó là lấy được. Có mình anh hả? Về mình mới quậy. Quậy nhiều mình đâu rồi. Giờ mới biết. Khỏe không? Dạ khỏe chị. Trời ơi khỏe ơi là khỏe luôn á. Đây chủ game của Nam Việt á. Làm mưa làm gió. Với lại video hòn đá nổi. Còn bên đây là gương mặt quá là nổi tiếng à. Bác sĩ nhà đất. À, bên đây là anh Kim. Kim. Sài Gòn Travel. Giống như hãng xe. Thank you.